Xin chào các bạn. Ở video này thì mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn cái cách sử dụng trong phần mềm CVS 6. Ở những cái video lần trước thì mình có hướng dẫn cho các bạn cái giới thiệu tổng quát, rồi là một cái cách để các bạn chép một cái bản ca khúc cho nó nhanh. Đó. Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn một số cách nữa, một số kỹ thuật nó khó hơn, là chép piano hoặc là chép hợp xướng hoặc là một số cái thuật ngữ âm nhạc ạ. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tạo một bài mới. Khi mà đánh tiêu đề gì cả. Ở đây thì chúng ta lưu ý thêm một cái vấn đề ở cái quy trình. Ví dụ các bạn xem lời xem nốt nhạc đây. Mình sẽ lưu ý đây một cái này nhé. Ví dụ đây là một cái giai điệu của các bạn. Và đây là như vậy thì các bạn là có thể chép lời cho hai cái đề này, có thể hai cái lời hát khác nhau chẳng hạn, có thể đề buồn là như nào đó. Các bạn ở đây thì có một cái cách là các bạn vào ấn phải chuột nhé, phải chuột ra cái chỗ trống đó, các bạn đừng ấn vào đây thì nó cũng không ra được, ấn vào nút nhạc không ra được, ấn vào chỗ trống nó hiện lên phần text này, tất cả cái gì liên quan đến chữ thì để ở đây nó sẽ có một cái gọi là expression, tức là diễn cảm đó. Đúng không? Để ấn vào đây nha. Mình chọn lại cái logo này, ấn bên ngoài này, cái này, expression. Đó. Đây mình thấy nó có cái phần bên trái ở đây là, đã in lên. Đây chính là cái phần này. Chúng ta có thể chọn là chơi to hay chơi nhỏ, hoặc là chơi to vừa, hoặc là duyên dáng hay là các cái từ thực ngữ là staccato, poco hay gì đó ở đây. Ví dụ tôi chọn ok, như vậy. Vậy đây là sẽ là khi mà chơi nhạc, khi máy này nó chơi thì nó chơi to, còn đến chỗ này bạn đã muốn chơi nhỏ là phải bỏ cách, hoặc là phải ấn cái lệnh nhanh. Lệnh nhanh là Ctrl E luôn. Sau đó là ta ấn phải chuột ra, chọn đây là như vậy là cái hình ảnh còn diễn cảm nhé, tức là to nhỏ lại. Rồi cái này nó chỉ có tác dụng đây. Thì bây giờ mình thêm lời hát thì sao? Lời hát thì các bạn mình chép lời hát ở đây. Đây một cách đây. Các bạn vào live này. Đấy, cái này là cho hộp sướng này. Close. Còn cái này là nó sẽ ở phía bên trên của khu nhạc. Đó, bên trên khu nhạc. Để các bạn muốn viết lời đúng không? Rồi, cái này chúng ta không hát tình yêu, vẫn là sao nào. Tình yêu nhạc chẳng hạn, đúng không? Lời này nó chẳng hạn lời khác, chúng ta lại chọn được cái đề này, sau đó chúng ta mới chọn một cách lời chúng ta muốn chép nó bên trên thì mình nên chọn ở cái phần bên trên, còn nếu mà chọn ở bên dưới thì chúng ta phải chọn lời 1, lời 2 nhé, trước tiên là lời 1. Đó. Cách các bạn chép lời nhé. Rồi cái tùy chỉnh của cái này mình hướng dẫn thêm luôn là các bạn vào dưới đây. Mình tích này. Đó, đây nhé, các bạn vào phần này. Nó sẽ hiện đây. Đây.
phần này thì các bạn sẽ có cái phần text ở đây. Đó. Ví dụ các bạn muốn chọn vào cái này. Hoặc là chúng ta muốn chọn cả cái dòng này luôn, lời này. Chọn, ấn từ giữ Ctrl, ấn từng chữ luôn. Hoặc là có cách khác, các bạn vào đây. Filter là bộ lọc này. Bạn chọn vào Live with, tức là chọn tất cả lời. Đấy, chọn lại. Đó, ok. Đấy, nó sẽ chọn tất cả những phần lời. Và các bạn có thể chỉnh đậm này. Tuy nhiên này, bỏ đậm này, về chân này, đó, tất cả cái tùy chỉnh vào cái phần chữ thì nó ở đây. Rồi các bạn có thể cho to nhỏ ở đây, đó. Cái này thì các bạn có thể chỉnh cả với cái tiêu đề nhé. Cái tiêu đề mình quên ở đây nãy kia mình chưa làm tiêu đề đây, mình làm tiêu đề. Có thể chọn ở đây, các bạn chọn phông, các bạn phông, được phông là tùy theo ý mình. Đây, đó, tùy theo các bạn phông nhé, đó, đó, ngắn vậy, tự to lên, ngắn hết. Đó, các bạn tùy chỉnh trong cái này. Đó. Rồi, đấy là trong phần text của chúng ta thì có những vấn đề đấy là rất hay gặp thôi. Còn cái chỗ này nó là chuông, cái text này, cái technique này, technique là kỹ thuật đấy. Nó sẽ là những cái liên quan đến dàn nhạc nhiều hơn. Đó, là những dàn nhạc, ví dụ như đây trong bộ dây là co này. Đây là còn chia bè đi, đi rồi là cái này là ở trong kèn để cho nó câm tiếng đi. Rồi đó, rồi là pick này, xem ra sub bin này, ở đây là những cái để các trong dòng nhạc sử dụng nhiều hơn. Đấy, các bạn nào sẽ có trong phòng phổ và dàn nhạc các bạn hãy dùng những cái này. Đó là một phần tay. À, để mình xem có trong cách mình gọi gì nữa. Trong cái này thì nó có những cái ví dụ như là chữ ở trong khung hô vuông đấy. Chữ trong khung hô vuông chữ chọn trong dạng như kiểu các bạn có thể để dạy học hoặc giải thích một cái gì đó nó để chữ trong khung vuông. Đó, nó như vậy. Các bạn có thể đổi phông rồi cho nó đậm lên để giải thích một cái gì đó. Trong cái này nó cũng có nhiều cái kiểu text khác. Đây là tiêu đề này, tiêu đề phụ này, tác giả tác phẩm này, ở góc bên phải, lời của ai, tempo này, tempo ở bên trái này. Thì các bạn muốn andante radio hay gì đó thì các bạn vào đây. Đấy, trong mục này nó có khá nhiều này. Cái này nó có cả ngón bát này, có ngón tay này. Đó, ví dụ các bạn muốn chép ngón cho bản nhạc piano là bản nhạc violon hoặc là guitar gì đó thì các bạn vào cái này. Đó. Đấy, các bạn lấy số, ví dụ đây là ngón số 3. Các bạn cách tiếp thì nó sang tiếp 2 4 chẳng hạn. Các bạn chắc được số ngón. Rồi, xem còn gì nữa nào. Ở đây thì có một cái đây chữ nhỏ này. Đây là giải thích như này. Vì này mình chưa nắm rõ. Đây là tên nhạc cụ được đầu đọc. Thì các bạn chép như nhạc cụ. Đây, cái giải thích nhé. Các bạn có thể dùng cái này lên cái đấy các bạn thích chỗ này chẳng hạn chỗ này
này là cần sáo và đi chơi là thi đấu để chữ này và đổi không nó như nào nó để phân biệt được lời hát đó. Ok đấy, phần tách của chắc chúng ta như vậy là khá là đầy đủ rồi. Ok, tiếp theo ở những video trước thì các bạn hỏi mình về cái làm sao bước nhạc nó không kêu được đó. Thì cái này các bạn lưu ý cho mình là nó tùy vào mỗi phần cái hệ điều hành Windows của mỗi người cài trên máy á, nên mình cũng rất là khó để giải thích cho từng riêng từng người. Nên các bạn muốn tìm hiểu nó thì các bạn vào cái phần này Playback Device. Đây, các bạn ấn vào Play này. Rồi cái này các bạn sẽ tìm thấy trong đây là nó có phần đây, MIDI đây. Cái kêu MIDI đó. Đó, các bạn có thể test đó, ấn test là kêu rồi, ok. Các bạn cứ thử, ấn thử nhé. Không sợ nó hỏng, hoặc phải cài lại nha. Phần này chúng ta phải tự tìm hiểu, phần này không nắm vững lắm về mỗi cái. Đây là cái phần mềm CVS này thì còn cài thiếu nghĩa là sao, tại vì cái này nó có cả một cái bộ hộp tiếng của nó nữa, tiếng CML của nó, thì nó sẽ hay hơn khi mà mở mình chạy bản nhạc ấy. Đấy, thì đây nó kêu cần tiếng MIDI nghe nó rất là khô. Nhưng cái CML của nó khi vào đây thì tiếng piano và các tiếng khác nó sẽ hay hơn, mềm mại hơn. Đó, mình lưu ý cái đó. Rồi, xong phần tách nha. Mình thêm một chút nữa về cái số trang đi. Các bạn viết nhiều trang thì các bạn cần in số trang đúng không? Các bạn phải vào cái ở đây cái này lâu quá rồi mình không dùng, không nhớ được rồi. Text style đây, đây rồi, đây là số ô nhịp này các bạn này. Ra number là số ô nhịp nha. Ra number này. Đây các bạn vào đây nha. Mình cây sầu lại này, để các bạn thấy này. Đây có số ô nhịp nó đang hiện là 5 này, 15 này, 25, tức là nó đang hiện ở đầu các cái dòng này, đúng không? Ở các dòng chứ không có. Nếu bây giờ mình muốn để là 5 ô hoặc là 3 ô thì nó xuất hiện một lần. Đấy, các bạn vào cái này. Đó. Đây, số ô nhịp các bạn để vào đây là mỗi 5 ô thì nó sẽ xuất hiện một lần. Còn đây các bạn để này thì nó sẽ để mỗi khuôn. Đó. Còn cái này các bạn chọn vào đây thì nó sẽ không hiện số ô nhịp nữa. Đó. Ví dụ mình chọn không hiện số. Có này, nó sẽ mất từ đầu khuôn là không còn nữa. À, các bạn muốn nó hiện lại này, vào lại này. Chọn này chẳng hạn là mỗi 3 ô đi. Thường thường người ta để 5 hoặc 10 nhé. Mình cứ để 10 đi chẳng hạn. 10 ô. Okay. Đó, mình cứ đến số 10, 20, 30 thì nó sẽ hiện. Đấy là về cái số ô nhịp. Còn cái trong cái này các bạn có thể chỉnh khoảng cách của các cái đây là dấu chấm đốt chấm trên đầu các cái đây, ký hiệu này để khoảng cách như nào bên trên và bên dưới
hai bên cạnh nhau đó. Cái này là chủ yếu là cái tùy chỉnh nhiều rồi. Cách là cái ba loài. Đây là đuôi. Cái đuôi, đuôi đơn giản. Nó móc ngoặc ở đầu của mình. Đây sẽ để video sau mình sẽ giúp các bạn nhé. Ở đây mình nói thêm luôn cái này đi, cái phần này này, cái này, okay, các bạn là vừa nãy mình cũng có làm quen với phần text đúng không? Ở đây thì có cái phần chung, mình ấn vào đây, nó sẽ có cái ẩn hiện này, đó. Rồi có một cái ở đây là cái nốt này đó, chú cái này là cái hay khi mình chú chắc bè mà cần một bè nó có nốt nhạc to này, một bè có nốt nhạc nhỏ như mình tạo bè này. Chẳng hạn như vậy và mình muốn cái bè đây. Cái nốt này nó nhỏ lại, mình chọn nó này, đây nó rất nhiều kiểu nốt này. Nốt như hình đó. Các bạn muốn theo kiểu nào thì các bạn chọn. Đấy, cái này thì nó liên quan nhiều đến cái âm nhạc kiểu mới. Đây, âm nhạc nhỏ này. Đó. Cần một cái nốt một kiểu như tên lên như mình. Là những cái nốt thì sẽ theo kiểu âm nhạc thế kỷ 20 những cái nốt như vậy. Cái này thì các bạn học sáng tác thì cần nhiều hơn, hoặc là những bạn đang muốn chắc bè cho hợp sướng, cần bè trên nó bé và bè dưới nó nốt nó bé thì các bạn chỉnh như vậy. Mình kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.